Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay thì ngày nghỉ thì mình với hai anh bạn nữa sẽ lên trên Cao Bằng Tuyết Kiều. Ở đây đây đó. Đây đây đấy, Cao Bằng ở trên trên đó đấy. Thì đường đi nghe nói thì cũng toàn là đường đất thôi. Thì lát nữa mình sẽ lên xem là Cao Bằng đã đổi thay như thế nào. Đợt nọ mình có lên một lần thì ở trên đấy thì có hơn 50 ha hoa tam giác mạch, nhưng mà vụ này thì vừa bây giờ vẫn là cây lúa, thậm ra là họ vẫn chưa trồng. Mình sẽ lên xem là cái mùa lúa này nó như thế nào nhá. Ở trên đấy thì nhìn về cái khu vực thành phố này thì công việc đây, thành phố này anh theo thế hướng mình này. Đó, là rất là đẹp. Để còn bây giờ thì mình sẽ lên trên Cao Bằng nhé. Đây, nằm trên dãy núi Tây Côn Lĩnh, rất cao. Rồi, đây, sẽ theo con đường này và nó tít ở trên kia. Đó, khu vực này cao lắm, nhìn thế thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ xuất phát nha. Đường thì đẹp rồi, đường đi rất đẹp luôn, bê tông. Đây, một cảnh view ở cái góc này thì nhìn thấy thành phố rất là đẹp nhá. Rất đẹp luôn. Rồi, núi Răng Cưa bên kia. Ôi. Đằng sau này là phương tiện này. Phương tiện bên trong kia là thành phố nhá. Rất là đẹp này. Đây, trước mắt chúng ta là phương thiện, còn bên trong kia là thành phố. Đó. Hôm nay thì mình lên vào nhà một cô gái rất là xinh đẹp, vừa đoạt quán quân người đẹp dân tộc Dao, ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc và Á hậu. Ba chứ em, ba chứ. Ơi, chưa nhìn rõ thấy mặt lắm. Chưa rõ lắm nhưng mà biết là xinh rồi. Mình sẽ biết là ra xinh đây. Hải Mobi đâu? Đây đây, chờ một tí anh cứ lên đi. Đây.
À không phải, đó là một cô gái cũng rất là xinh đẹp thôi. Đây. Chờ một tí, anh Quý cứ lên trước đi. À, lên trước thì nhà rất là đẹp nha. Ui trời ơi. Mình còn một người bạn nữa. Vâng, em chờ Hải đã. Đây rồi, đây rồi. Đây. Ôi rồi đây này, vào đây vào đây. Đây vào đây vào đây. Đây, đây cô gái xinh đẹp của chúng ta đang chờ đấy. Túi đâu? Túi lên. Đây đây anh xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Bản Quý. Kênh Bản Quý. Hải Mobi. Hà Giang. Đây người người mà chúng ta muốn gặp sẽ là người đây. Cô gái xinh đẹp đến từ vùng Đông Bắc Hà Giang. Vừa đạt quán quân người đẹp văn hóa dân tộc nào. Tỉnh đúng không? Quán quân này đúng không? À tỉnh đấy, đây nè, em tỉnh nha. Ơ xin chào chị. Ôi ai cũng xinh như này. Nhà đẹp thế, nhà rộng. Ôi. Ờ, cháu chào cả nhà. Em chào nhà nhá. Rồi đây rất là đông. Đông quá. Chào thành phố Hà Giang. À, ôi. Xin chào. Cũng có gương mặt quen đấy nhỉ. Ôi đẹp quá. Ờ xin chào nhá. Vâng. À có. Ok ok. Vui quá nhỉ. Ừ. Đây. Chào nhau. À, xin chào nhá. Mình ở đâu nhỉ? Mình Hà Giang thôi. Hà Giang chỗ nào nhỉ? Hà Giang Trần Phú. Trần Phú à, anh cũng ở Trần Phú đây. 12 nhà số 3. À ok, thế thì gần nhau. Thế sao mà không biết nhau nhỉ? À chú nhìn đây, chú nhìn đây. À. Không. À, mời cả nhà nhá. À, đây là mạng mobile hôm nay hơi tắc chú ạ. Chú nhìn. Chào chú. Chào tất cả các cụ chú. Đẹp quá nhỉ. Em đứng ở chỗ nào? Bọn em có để mâm sang bên kia. Ôi không ngồi trên này. À, thế à? Đây mâm các cụ đúng không? Đây mâm các cụ. Dạ. Đằng nào lăn nữa chả giao lưu nhỉ? Chào nhá, chào các chị nhá. Ô xinh tươi thế nhở? Ai cũng xinh như này. Đây, hôm nay thì đúng rồi, đang quay rồi. À, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Hải Mobi cùng với A Bàn thì xin chào các bạn nhé. Mình lên trên nhà bàn tỉ, tức là bàn tỉ hôm nay là bố mẹ đi vắng, thì có nhắn cho ba anh em để lên chơi. Bàn tỉnh là một người rất là xinh xắn lại còn giỏi giang này. Các mông cố mình lên hơi muộn. Chính xác là mình bị mạng Mobi hôm nay hơi tắc. Thế là mình hơi muộn. Thôi à, bây giờ thì sau đây thì mình thử tay nghề của bàn tỉnh thế nào nhá. Vâng. A Quý một cái kênh chuyên văn hóa ẩm thực vùng cao. Hôm nay thì cũng được đi với lại Phú Bang thì đấy là chủ đề của bàn tin. Nói chỗ này nó tắt à? À nói tiếp tục đi. Thế thôi, không có gì để nói nữa. Chưa, lúc nãy đang nói, đang bắt. Chưa rồi. Ôi, vất vả, bạn tỉnh quá này. Chú Nhi trưởng thôn này. Đấy.
À, em cái nhà em có một ảnh cách đây nước nữa làm trước à, đây à? Đây ảnh hồi là đất rồi 26 27 nhé, ảnh bây giờ chụp lại là nó đi vo lắm cơ. Rồi vừa tranh nhà to đấy nhở. Còn đi nhầm cái đường bê tông đi. em lại tưởng anh có cái đường mới đi. Không phải, trước đây là đường đất, mình không nhớ cái là đường bê tông. Em bảo là anh ra có con đường này đi gần hơn à? Phi theo. Không, em lên đây nhiều rồi nhưng mà có cái lô láo hay là có cái cầu mới ở dưới kia, cái cầu mới ở dưới kia. Thì em chơi với em nhé. Em chưa được chén nào. Chưa được á? Chưa. Nó đang đợi khách mời. Đang đợi bọn anh. Rồi ôi. Vâng. Ăn rượu mình cạch cái cho cạch tắt. Tắt nhá. Rồi. Cho tự nhiên nhá. Rồi. À, cảm ơn chú Nhì nhá. Cảm ơn Tỉn nhá. Chị là tên là gì nhỉ? Tên là Thiện. Vâng. Thiện. Tiện. Kiện. Ca. À rồi. Chú Nhì. Tiện. Kiện. Rồi. À, cảm ơn chú Nhì nhá. Ăn cơm đi anh. Không quen em thương nhé. Ôi, hết luôn á? Hết. Rượu ngon, rượu nặng phết đấy. Nặng đấy. Anh băng của em ấy. Em bên môi cô này nhưng mà hát tác nghiệp chứ thật ra là hát sáng đúng không? Ở đây có movie chưa? À, cái chị kia hôm em vừa gặp ở văn hóa dân tộc Giao cũng ở trên Quỷ Mi này. Còn trêu chị đấy chú nhì thì lại dẫn quân đi đánh cả hôm trước là đánh gọi là kéo co ở trên chỗ đại hội thể dục thể thao dân tộc ấy. Nhưng mà đợt vừa rồi chú có đi không? Đợt vừa rồi đi Thái Nguyên. Vâng vâng. À nhì đi à? À tiến đi. Đại diện thay mặt cho Bành. Bác xin cười cho ánh sáng lên. Nhưng mà hôm nay là chương trình. Ủa? Rồi Bình Hạnh. Chào xin. Rồi mời cả nhà nhá, mời cả nhà giao lưu cùng anh em nhá. Thôi tắt đây.